Tử vi xem tướng xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật. 10 kiểu đàn ông phụ nữ tuyệt đối phải tránh xa. Phụ nữ rất nhạy cảm, họ có thể sẽ phát hiện ra những thói xấu của nam giới rất nhanh. Một phụ nữ có thể thích vẻ ngoài điển trai phong độ của một người đàn ông, nhưng họ sẽ không ngần ngại bỏ qua người đàn ông ấy nếu có những thói xấu có thể làm hỏng mối quan hệ của hai người. Những thói xấu không chỉ gây hại cho tính cách của bạn mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn. Trước khi bạn bắt đầu gây ấn tượng với người phụ nữ của bạn với những tính cách tốt, bạn cần phải thoát khỏi tất cả các thói quen xấu trước đã. Vậy thì, những thói xấu khiến phụ nữ phản cảm nhất đó là gì? 1. Không giữ chữ tín. Đối với nam giới, chữ tín rất quan trọng. Sẽ không ai có thể thích nổi một người hứa lèo. Khi bạn đã hứa việc gì thì nhất định phải hoàn thành lời hứa của mình, không thể vì bất cứ lý do tầm phào nào mà thất hứa. Có thể một người trong lúc cấp bách cần tiền để kinh doanh, anh ta vay mượn từ nhiều nguồn, từ bạn bè thân sơ cho đến họ hàng, và hứa hẹn một tuần sau sẽ trả. Nhưng sau một tuần, anh ta đã có đủ tiền nhưng lại không muốn trả ngay vì viện và lý do người ta không thiếu tiền. Từ từ trả, không vội. Người này đã thất tín và tự bao biện cho bản thân mà không cảm thấy chút nào áy náy. Trong mắt phụ nữ thì đây là loại nam giới không cần cũng không sao. Anh ta không giữ chữ tín, rất không đáng tin cậy. 2. Xấu tính. Nếu như một người mắc sai lầm nhưng lại không nhận lỗi mà còn trở nên tức giận khi có người chỉ ra lỗi của mình. Khăng khăng mình không sai, có sai cũng là người khác sai, thì đó là một người quá cố chấp, vị kỷ. Chắc hẳn phụ nữ không thể nào chấp nhận được một người đàn ông dễ dàng nổi giận, cáu bẳn và xấu tính như thế. 3. Không vệ sinh. Bạn có thể nào chấp nhận được việc đứng cạnh một anh chàng bốc mùi, quần áo lôi thôi không chỉnh chu? Đừng giữ suy nghĩ, đàn ông mà, xuề xòa chút cũng không sao. Với suy nghĩ đó, bạn đã đẩy phụ nữ cách xa cả dặm rồi đấy. Hãy dành thời gian để chú ý đến hình tượng của mình một chút. Đàn ông không cần phải chú trọng quá mức vào vẻ ngoài, nhưng tối thiểu phải giữ cho đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, hơi thở thơm tho, móng tay cắt tỉa gọn gàng, và có thể sử dụng chai khử mùi nếu bạn đổ nhiều mồ hôi. 4. Quá ích kỷ. Dù là tình yêu hay tình bạn đều cần lâu dài, tuyệt đối đừng cần thì xem trọng, không cần thì xem thường. Đừng chỉ chăm chăm thỏa mãn cảm xúc của bản thân mà phớt lờ đến cảm xúc của những người xung quanh. Khi buồn phiền chán nản thì tìm người chút hết tâm sự ra. Sau đó khi bình thường trở lại thì xem người ta như không khí. Những người đàn ông như thế sẽ không được phụ nữ đề cao đánh giá vì họ quá ích kỷ, chỉ xem trọng cảm xúc của bản thân. 5. Quá lăng nhăng. Một người đàn ông lăng nhăng, không dứt khoát trong tình cảm, đứng núi này trông núi nọ, là người mà phụ nữ cảm thấy phản cảm nhất. Một người đang yêu cô gái này, nhưng một cô gái khác thích anh ta cũng không rõ ràng từ chối cô ấy, vẫn mập mờ qua lại và tự cho mình có quyền lựa chọn. Tư tưởng đàn ông không cần phải chung thủy, có thể hai chân đạp hai thuyền là hoàn toàn sai lầm. Vì đến cuối cùng thì những người lăng nhăng sẽ phải cô đơn một mình. 6. Thích khoác lác. Có thể bạn có năng lực, giỏi giang nhưng bạn lại không khiêm tốn thì đó cũng là một điểm trừ trong mắt nữ giới.
bạn có tài năng nhưng bạn không phải là người giỏi nhất đâu, vì núi cao còn có núi cao hơn. Vậy nên đừng khoác lác, khoe khoang mình giỏi như thế nào, mà hãy hành động để chứng minh khả năng của mình, và khiêm tốn sẽ càng khiến bạn được xem trọng hơn. Ai sẽ chịu nổi một anh chàng suốt ngày ba hoa về bản thân, nói mình giỏi như thế nào, không ai bằng được mình. Những người như thế thường sẽ tự rước lấy xấu hổ vào người khi gặp phải người giỏi hơn mình. Bảy, không có trách nhiệm. Một người không bao giờ nhận trách nhiệm của bản thân, đùn đẩy trách nhiệm, oán than như cả thế giới đang nợ anh ta, đó là một người không thể gánh vác được việc. Khi xảy ra chuyện thì anh ta lập tức tìm người để đùn đẩy và đổ lỗi. Người như thế thật khó để làm người khác tín nhiệm được. Tám, không có chí tiến thủ. Ai cũng có lúc gặp khó khăn, thất bại trên đường đời, nhưng quan trọng là chúng ta phải có ý chí, biết đứng lên để làm lại từ đầu. Những người cứ khi thất bại thì trở nên nản lòng thoái chí, không còn có chí tiến thủ thì thường không được người khác xem trọng. Là đàn ông thì bạn nên kiên định, không thể cứ đối đầu với khó khăn thì lại bắt đầu thụt lùi. Bởi vì đàn ông là người đầu đội trời, chân đạp đất, nên khi quyết làm việc gì thì cứ thẳng tiến trên con đường mình đã chọn để đi đến thành công. 9. Không tốt bụng. Người lương thiện tốt bụng, có một tâm hồn nhân ái, một trái tim ấm áp, lúc nào cũng được nhiều người yêu quý. Một anh chàng sẵn sàng giúp người già qua đường, hay mang giúp phụ nữ vật nặng, luôn được ghi điểm trong mắt các cô gái. Kính già yêu trẻ, giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh, đó là một thói quen tốt mà nam giới nên rèn luyện. Hình ảnh một chàng trai giúp đỡ người tàn tật qua đường đẹp đẽ biết bao so với một người thờ ơ với những khó khăn của người khác. 10. Không hiếu thảo. Bạn thường xuyên cãi vã với cha mẹ, không quan tâm đến cha mẹ. Thái độ của bạn đối với cha mẹ sẽ cho người khác biết được nhân phẩm của bạn. Hãy thử suy nghĩ một người đàn ông đã trưởng thành nhưng không làm gì cả, chỉ biết chờ cha mẹ phục vụ. Đã vậy, thái độ còn rất xấu, nói năng thiếu lễ độ, thường xuyên cáu gắt với cha mẹ. Đó chính là một người không hiếu thảo. Một người mà ngay cả người sinh ra mình mà còn không biết tôn trọng yêu thương thì liệu có thể là một người tốt được hay không? Con người sống không chỉ cần có vẻ bề ngoài hay có nhiều tiền tài mà còn phải tu tâm dưỡng tính. Để trở thành một người tốt thì mới được mọi người tôn trọng và yêu quý. Nếu cứ buông thả theo những thói quen xấu thì không thể nào có được yêu thương từ người khác. Vậy người đàn ông như thế nào sẽ thu hút phụ nữ nhất? Nếu người đó có 7 phẩm chất này thì chứng tỏ đó là người đàn ông đáng quý nhất nên giữ chặt. Thứ nhất, cư xử nam tính. Rất nhiều chị em phàn nàn rằng cánh mày râu hiện nay ở xung quanh họ càng ngày càng cư xử thiếu nam tính hơn trước đây. Nhưng nếu chàng trai của bạn nằm trong số này và thường xuyên biết nói những lời an ủi bạn đúng lúc, hay nói những lời làm bạn không lo lắng, hoặc chàng thường có những hành động như làm việc nặng giúp đỡ bạn, kéo ghế ra cho bạn ngồi, giữ cửa thang máy, dắt xe giúp bạn, thì đó chắc chắn là một người đàn ông rất biết cách cư xử nam tính và lịch lãm. Một người đàn ông thực sự sẽ đối xử với người phụ nữ của chàng như cô ấy xứng đáng được đối xử tốt như thế.
Thứ hai, kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một trong những phẩm chất hiếm có nhất của người đàn ông thực sự. Đôi khi chính bản thân chàng không nhận ra điều này, nhưng bạn hoàn toàn có thể phát hiện ra phẩm chất này của chàng một cách dễ dàng. Chẳng hạn như, trong mối quan hệ với bạn, nếu bạn thấy chàng lúc nào cũng bình tĩnh, không bao giờ ép bạn phải đốt cháy giai đoạn, hay khi bạn chưa sẵn sàng để tiến thêm trong mối quan hệ, chàng cũng sẽ không bao giờ dục dã bạn cả. Bởi thực tế, nếu người đàn ông của bạn là một người quý ông thực sự, anh ấy sẽ hiểu mong muốn của bạn và thường tự nguyện chờ đợi bạn mà không cần bất cứ điều kiện gì. Ngoài ra, chàng cũng sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào của bạn. Thứ ba, bình tĩnh. Tất cả mọi người đều có thể trở nên giận dữ hoặc mất bình tĩnh tại một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, nếu chàng của bạn là một người đàn ông đáng quý, chàng sẽ biết giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Chàng luôn biết cách để đối phó với tính khí của chính mình, cũng như luôn đủ bình tâm để suy xét trước sau trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, chàng sẽ không bao giờ trút nỗi giận dữ của chàng vào bạn. Thứ tư, không nói tục, chửi thề. Một người đàn ông chín chắn thực sự, khi bình tĩnh sẽ không bao giờ bị kích động mà nói tục, chửi thề hay to tiếng với bạn, nhất là ở nơi công cộng. Điều này càng không bao giờ xảy ra. Ngược lại, khi ở bên bạn, chàng sẽ nhẹ nhàng và chỉ chú tâm chăm sóc bạn hết lòng. Song, cách chàng quan tâm tới bạn không quá phô trương như nhiều chàng trai bốc đồng khác. Thứ năm, không bao giờ làm bạn khó chịu. Một người đàn ông thực sự sẽ không bao giờ mở miệng nói đùa những câu không thích hợp hoặc không đúng thời điểm, bởi chàng sẽ không bao giờ đẩy bạn vào tình thế ngượng chín mặt hay tiếng thoái lưỡng nan, hoặc đẩy bạn vào cuộc thảo luận về một chủ đề mà bạn không muốn nói đến. Nói chung, chàng sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì có thể làm bạn cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Khi bạn ở bên cạnh một người đàn ông như thế, bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Thứ sáu, nói những lời ngọt ngào, dễ thương. Những từ ngữ như cảm ơn và xin vui lòng là những từ tuy đơn giản nhưng lại là từ chàng hay sử dụng như một thói quen trong ứng xử hàng ngày. Điều này khiến bạn thấy những lời nói tuy khiêm nhường ấy của chàng được người xung quanh đánh giá cao. Ngay cả khi chàng ra những lời nhận xét hay khen ngợi bạn có kiểu tóc mới, chàng cũng sẽ nói cực kỳ nhẹ nhàng, dễ thương và làm bạn vui suốt cả ngày. Thứ bảy, là người có nhiều phẩm chất đạo đức tốt. Một người đàn ông tốt thực sự sẽ không bao giờ lợi dụng hoàn cảnh hay tận dụng sức vóc, sự mạnh mẽ của mình để làm hại một phụ nữ mềm yếu. Chàng cũng sẽ không bao giờ ăn cắp, uống rượu say xỉn hoặc lái xe ẩu. Nói chung, chàng sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mà chàng cho đó là những hành động sai trái và xấu xí.